Thưa quý vị, trong quá trình thực thi các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, Malaysia đã bắt giữ hàng chục nghi phạm. Malaysia cũng tiến hành điều tra vụ rửa tiền của một nhóm tội phạm động vật hoang dã tại đây. Theo tờ Maritime Executive, hoạt động này đã bắt đầu vào ngày 3 tháng 9, có sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát hoàng gia Malaysia và cơ quan bảo vệ động vật hoang dã và công viên quốc gia Malaysia. Trong 3 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động, 64 tội phạm trong 21 vụ án liên quan đến động vật hoang dã đã bị bắt ở khu vực phía Bắc và phía Đông của bán đảo Malaysia. Một trong những vụ án lớn nhất diễn ra ở Tok Bali, Kelantan vào tháng 11 với việc bắt giữ 642 động vật. Một người địa phương và 3 người quốc tịch Việt Nam bị bắt. Một nghiên cứu mới được Traffic thực hiện đã ghi nhận hàng ngàn rùa biển và các bộ phận của chúng được tìm thấy trong các vụ buôn bán trái phép ở thị trường Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Gần đây, thông tin về các băng đảng săn trộm voi để lấy ngà và các bộ phận khác cũng được đưa ra ánh sáng với việc bắt giữ 11 người Malaysia vào năm 2017 và 2018. Những người liên quan phải đối mặt với mức phạt không dưới 5 lần số tiền thu được tại thời điểm vi phạm hoặc là 1.250.000 Mỹ Kim, tùy theo mức nào cao hơn, hoặc là phạt tù đến 15 năm sau khi bị kết án.